Hello cả nhà nha, anh em mình mới gặp ụ ong bự quá, mình quay lại cả nhà xem nha. Đây, ụ ong bự hết biết luôn cả nhà, quá trời khủng, phà khó vô. Đấy, trời ơi, ụ ong hết biết luôn cả nhà. Ụ ong bự ngõ nữa mình biết rồi. Cái cây tỉa mấy cành còn bị trong dầu, nó đâm xuyên cùng mình. Trời ơi, mệt đã ghê luôn anh. Má ơi, nửa ký mẹ rồi. Trời. Trời. Ôi quá đã. Ủa, tía. Nó bự rồi. Cầm nặng chứ nè. Trời ơi, mệt đá không? Hết biết quá. Trời ơi, hết biết quá không cả nhà ơi. Trời ơi, còn mệt nè. Xứng đáng. Từ từ nó rớt. Lấy cái keo dao cắt thấy chưa? Quá đã cả nhà ơi. Vô rồi. Ui, mà chạy quá trời. Lấy dao đấy cho cháu. Nó tét nè. Wow, trời ơi cả nhà. Khiếp. Cái này mình bỏ lại cho nó nha cả nhà. Đấy, bỏ lại cho nó.